Thưa quý vị khán giả, cây điều vẫn là cây trồng chủ lực của ba huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang liên kết và hướng dẫn cho nông dân sản xuất quy trình điều hữu cơ và đã khoanh vùng ký kết hợp đồng bao tiêu thu mua vùng điều cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Đà Tẻ với diện tích là hơn 1.000 hectare. Bên cạnh đó, đẩy mạnh khâu chế biến thành phẩm, sản phẩm hạt điều cũng được địa phương này xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Mới đây huyện Đà Tẻ đã có sản phẩm hạt điều rang muối OCOP đạt chuẩn 4 sao. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về sản phẩm này ngay sau đây. Những năm gần đây, sản phẩm hạt điều rang muối của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chánh Thu, xã Đà Lây được nhiều người tiêu dùng biết đến. Hàng năm công ty thu mua được khoảng 30% điều của huyện Đà Tẻ với hơn 1.000 tấn tươi, cho ra 350 tấn thành phẩm. Ngoài xuất khẩu hàng thô khoảng 350 tấn điều, công ty còn sản xuất 1 tấn một tháng sản phẩm hạt điều rang muối đạt chất lượng cung cấp ra thị trường. Vùng nguyên liệu mà tại địa phương trước đây thì cái sản phẩm cũ theo cái cây trồng cũ nó cũng được tốt, bây giờ như dân người ta cũng có biết, người ta thay đổi giống thì bây giờ là sản phẩm rất hiệu quả. Còn bây giờ như mới có máy móc mới thì nó, công nghệ nó cao hơn, sản xuất nó phải là nhanh hơn, giảm chi phí, chất lượng nó tốt hơn. Năm 2020, hạt điều rang muối của công ty là một trong các sản phẩm được huyện Đà Tẻ lựa chọn để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Kết quả hạt điều rang muối đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 4 sao. Vì có một doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn tại địa phương sẽ có phần ổn định giá cả hạt điều tươi cho người nông dân, đồng thời cũng giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Dạ, em làm ở đây được 3 năm. Mà bữa giờ là nghỉ giờ mới đi làm lại được chỉ làm lại được 2 tuần, lương là một ngày 1.7. Hiện nay, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương huyện Đà Tẻ đang tuyên truyền vận động nông dân chấm dứt việc trồng điều bằng hạt và thay vào đó là đưa các giống điều mới có năng suất, chất lượng cao. Đặc biệt để tạo dựng thương hiệu điều mang lợi thế đặc trưng nổi trội của địa phương, huyện khuyến khích người dân cải tạo và thâm canh vườn điều trồng theo hướng hữu cơ. Bên cạnh đó, xây dựng sản phẩm hạt điều bằng việc phát triển thành sản phẩm OCOP giúp huyện Đà Tẻ định hướng phát triển theo hướng liên kết, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thứ nhất là các cái sản phẩm này là của các chủ thể. Thì trước khi mà mình tuyên truyền về sản phẩm OCOP đó, lợi ích của sản phẩm OCOP đó, thì một số cơ sở, chủ thể và doanh nghiệp họ mong muốn thấy được lợi ích thì họ vẫn mong muốn tham gia. Và mình cũng lựa chọn những cái sản phẩm mà đặc trưng của địa phương, có thể mạnh, có khả năng để phát triển. Và cái nguồn nguyên liệu của mình thì nó cũng có dồi dào thì mình sẽ lựa chọn và mình hướng dẫn họ để làm hồ sơ tham gia OCOP. Nguyên liệu chất lượng cao, chế biến sâu, sản phẩm là hai giải pháp quan trọng để cây điều bền vững, trở thành một trong những cây trồng chủ lực góp phần tăng thu nhập, ổn định kinh tế bền vững cho người dân. Từ đó mở ra cơ hội phát triển thương hiệu mới cho sản phẩm điều của địa phương.